Thưa sư, làm sao để biết mình có còn tham dục hay không? Vì theo suy nghĩ của con là con đã không còn tham dục nữa, nhưng vẫn còn không dám tự khẳng định. Ví dụ như đời sống con biết đủ, có món vật đó cũng được mà không có cũng được, chứ không phải khổ vì không có hoặc đã có. Có tiền lương thì con đã trích hơn phân nửa để bố thí cúng dường làm phước, và còn nhiều thứ không còn tham nữa: tham danh, tham tài, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, con đều không còn tham. Vì con đã ăn chay trường, con chỉ là một nhân viên làm thuê, ăn thì con chỉ ăn no, có chất để duy trì sống là được. Ngủ thì con chỉ ngủ 6-7 tiếng một ngày để có sức khỏe tốt. Đồ dùng thì đối với con có cũng được, không cũng được, vì con biết đời vô thường nên không còn chấp vào điều gì. Con chỉ cần có ăn, có nhà để ở là đủ rồi. Mong sư trả lời con hiểu như vậy có còn tham dục hay không? Trong kinh ấy, thì chỉ có bậc thánh Anaham mới không còn dục ái nữa thôi. Thành ra đó, nên hết sức cẩn thận khi mà mình nói là mình có còn tham dục hay không. Tại sao mà sư vẫn luôn khuyên quý vị đó nên thực hành tứ niệm xứ? Bởi vì khi mà quý vị thực hành tứ niệm xứ đó, tâm của chúng ta sẽ trở nên vi tế hơn. Nó sẽ phát hiện những cái cấu uế của nội tâm, dù là nhỏ nhặt nhất. Tâm tham dù là nhỏ nhất mình cũng phát hiện ra được. Tâm sân dù là nhỏ nhất mình cũng phát hiện ra được. Nhờ như vậy đó, mình sẽ không có sự nhầm lẫn nha. Nó sẽ không đưa đến sự ngộ nhận. Mà có đôi khi đó, tâm tham nó xuất hiện mà mình không biết. Phải thực hành tứ niệm xứ. Một cái lời đề nghị mà sư dành cho cái vị mà đang hỏi đó là hãy thử ngồi thiền kiết già, bắt chân ngồi kiết già liên tục trong 12 tiếng. Tôi nghĩ là bây giờ quý vị chắc chưa có ngồi thiền bao giờ đâu hả? Mà có ngồi chắc cũng chưa có ngồi nhiều. Ngồi liên tục 12 tiếng đi. Sư không nói đùa. Tranh thủ ngày nghỉ, ví dụ hoặc là như cái thời gian cách ly này. Ngồi thử 12 tiếng, bấm đồng hồ 12 tiếng báo thức. Sư không có điên. Tại sao sư đề nghị như vậy? Để quý vị quan sát cơn đau. Quan sát nó. Khi mà quý vị đó, cái tâm quý vị nó khó chịu, nó bứt rứt, muốn buông bỏ, đau đớn, thì khi đó quý vị biết là thời gian qua mình đã tự lừa mình. Muốn tìm kiếm cái tâm tham á, thì nó rất là khó, nhưng mà muốn tìm kiếm cái tâm sân á, thì nó dễ hơn nhiều. Bằng cách bắt bản thân làm một việc mình chưa từng làm, là ngồi kiết già, ngồi thiền liên tục 12 tiếng đồng hồ. Tự nhiên quý vị sẽ thấy tâm sân nó sanh khởi thôi. Nếu như tâm sân sanh khởi đó, thì tự nhiên biết là thời gian qua mình đã tự gạt mình. Vì sao mà quý vị hỏi là tâm tham mà sư lại trả lời tâm sân? Bởi vì chỉ có thánh Anaham, sư nhắc lại nha, chỉ có thánh Anaham thì mới không còn tham dục. Mà một vị thánh Anaham ngoài cái việc vị đó không còn tham dục thì vị đó cũng không còn sân.
Vì dục ái và sân là một cặp. Không còn dục ái thì cũng không còn sân. Thử đi. Đương nhiên có nhiều phép thử lắm. Nhưng mà sư chỉ đưa ra một cái phép thử đơn giản như vậy thôi. Để quý vị nhìn rõ được cái nội tâm của mình.